Cô Kiều Tài Lộc mến chào cả nhà mình trên kênh ha. Kiều Tài Lộc xin chúc cho cả nhà mình trên kênh dồi dào sức khỏe ha, vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát lộc, được nhiều may mắn ha. Thì hôm nay Kiều Tài Lộc đi đến ông Tài giữa đồng nè, cậu Tài cậu Quý nè, nơi đây linh thiêng để xin tài xin lộc cho cả nhà mình ngày mai ha. Thì ngày mai là chủ nhật nè, 16 tháng 7 năm 2023, ba miền miền Nam, miền Trung, miền Bắc, thì xin cái lộc thuốc cho cả nhà, lộc xăm cho cả nhà mình ha. Thì nay Kiều Tài Lộc có mua bánh nè, rượu, nhang đèn để dâng lên để trả lễ cho ông bà ở đây ha. Để xin tài xin lộc cho cả nhà mình được ngày mai tháng lớn ha. Thì cả nhà mình có thương Kiều thì nhớ bấm cho Kiều Tài Lộc một like, một bình luận, một đăng ký kênh ha cả nhà. Thì để cho kênh Kiều Tài Lộc phát triển để có động lực xin tài xin lộc cho cả nhà mình mỗi ngày ha. Thì Kiều Tài Lộc cũng rất cảm ơn cả nhà mình ha. Thì cả nhà mình muốn cần Kiều giúp đỡ trang trải cuộc sống nợ nần khó khăn, thì tối đêm nay 12 giờ đêm Kiều Tài Lộc đi đến chỗ nơi linh thiêng để xin tài xin lộc quý cho cả nhà mình được ngày mai tháng lớn. Thì cả nhà mình có tin tưởng thì nhanh tay kết bạn vào Zalo. Thì Zalo của Kiều Tài Lộc là 0368949187 ha. Zalo có để trên màn hình nha cả nhà. Thì Kiều Tài Lộc sẽ giúp đỡ cho cả nhà mình ngày mai được tháng lớn và rực rỡ hết cả nhà. Thì cả nhà mình chơi tâm linh thì có thắng có thua, có trúng thì cả nhà mình phụ trả lễ ông bà nơi đây để xin tài xin lộc cho cả nhà mình được thắng lớn nha cả nhà. Và tiếp tục thì Kiều Tài Lộc để xin để mời mấy ông về dùng bánh nha và rượu nha cả nhà. Thì con mời chị vậy nơi đây, ông bà nơi đây, tài giữa đồng, cậu tài cậu quý linh thiêng nơi đây, thì về dùng bánh nha và đậu cho con xin tài xin lộc cho ngày mai được nổ đầu nổ đuôi nổ ba bốn lô nha mấy ông. Thì có lộc có lá thì con sẽ quay lại đây con phụ trả lễ cúng kiến cho mấy ông, đáng độ giúp về cho con ông ơi, miền Nam miền Trung miền Bắc nha ông, thì giúp cho con trên kênh và Zalo được nhà đều thắng lớn và gặp gỡ nha ông. Mà ông về dùng rượu nè, tiếp tục ha. Một Kiều Tài Lộc để đốt nhang cầu giấy ông bà ở đây ha, để xin tài xin lộc cho cả nhà mình ha. Thì con thành tâm cầu giấy ông tà giữa đồng, cầu tài cầu quý linh thiêng ở đây, hành độ cho con xin tài xin lộc đó. Trước thì con trả cái lễ cho ông bánh và rượu thuốc nhang đèn bông hoa để dâng lên trả lễ cho ông, thì ông độ cho con ha, xin tài xin lộc cho ngày mai. Ngày mai là chủ nhật đấy ha, ngày 16 tháng 7 năm 2023, ba miền miền Nam miền Trung miền Bắc, miền Nam là chính, thì ông bắt cho con xin cái lộc xăm và lọc thuốc, lọc xăm đi. Nay mình cái viết xin lọc xăm cho ông bà nữa đây ha, cho ngày mai nổ đầu nổ đuôi nổ ba bốn lô hết cả nhà. Tiếp tục để Kiều Tài Lộc ha, để mời mấy ông về dùng điếu thuốc ha.
thì con đành tâm tàu giấy ông tài vợ đồng cậu tài cậu quý linh thiêng ở đây độ cho con, xin tài xin lộc đó, thì ông bắt về hút cho con điếu thuốc ha, và độ cho con ngày mai được có tài có lộc nghe không. Tiếp tục ha. Ok, tài lộc xin một cái vải xăm cho cả nhà mình ha. Thì con thành tâm cầu giái ông tà vợ đồng cậu tài cậu quý linh thiêng ra đây họ độ cho con, bắt cho con vải xăm ha, cho chính xác ngày mai là chủ nhật ngày 16 tháng 7 năm 2023, ba miền miền Nam miền Trung miền Bắc, thì ông bắt cho con vẽ xong này cho về ngày mai nổ đầu nổ đuôi nổ ba bốn đô ha, có chúng thì lớn thì con nhận lớn, có chúng nhỏ thì con nhận nhỏ, có chúng thì con sẽ thành tâm trả lại cho mấy ông. Rồi quả sâm đã rớt xuống nha cả nhà. Này quả sâm nay là úp nha cả nhà, chưa có thấy số gì hết, để kịp lại đọc lấy lên nè cho cả nhà mình xem ha. Rồi cả nhà là con số mấy nha nhà. Rồi con 92 cả nhà ơi, ngày nay cũng rất là đẹp ha, 92 này ha. Rồi để kịp thành tâm rồi cầu giấy khẳng lên cho ông bà bắt về ha. Thì con thành tâm cầu giấy ông tà vợ đồng cậu tài cậu quý linh thiêng nơi đây hạ độ cho con, xin cái vẻ sâm này con 92 này cho về ngày mai nổ đầu nổ đuôi nổ ba bốn lô, có chúng lớn thì con nhận lớn, có chúng nhỏ thì con nhận nhỏ, có chúng thì con sẽ thành tâm trả lễ cho mấy ông. Mồi đạo Phật, mồi đạo Phật, mồi đạo Phật. Rồi để kiều tài lộc gỡ lên đây cho ông bà bắt về hết đó nha. Thì cả nhà mình có xem kênh của Kiều Tài Lộc ha, nhớ ủng hộ cho Kiều Tài Lộc ha cả nhà, bấm cho Kiều Tài Lộc một like, một bình luận, một đăng ký kênh ha cả nhà. Thì Kiều Tài Lộc cũng rất cảm ơn cả nhà mình ha, cả nhà mình giới thiệu bạn bè Zalo Facebook đều biết Kiều Tài Lộc thì Kiều Tài Lộc cũng rất cảm ơn. Thì cả nhà mình muốn cần Kiều Tài Lộc giúp đỡ trang trải cuộc sống nợ nần khó khăn thì cứ mình dạng kết bạn vào Zalo ha, cả nhà nào có tin tưởng thì kết bạn nhà cơ Zalo đi. Zalo của Kiều Tài Lộc là 0368949187 ha. Thì Kiều Tài Lộc sẽ giúp đỡ cho cả nhà mình được ngày mai tháng lớn, giúp cho cả nhà mình có tiền, có đồng năng ha cả nhà. Có một số tiền lớn để cả nhà mình trang trải cuộc sống ha cả nhà. Thì cả nhà mình chơi tâm linh thì có thắng có thua, có trúng thì cả nhà mình phụ trả lễ ông bà để mua đồ cúng ông bà để độ cho cả nhà mình được tháng lớn nha. Thì Kiều xin kết thúc video đây ha cả nhà, để Kiều phong bố kết quả cho cả nhà mình xem nè, để rồi xong mới kết thúc video ha cả nhà. Thì bố chim tài xin lộc cho cả nhà mình ngày mai đó, chủ nhật đấy ha, ngày 16 tháng 7 năm 2023, ba miền miền Nam miền Trung miền Bắc, xin cái lộc xăm là con 92 ha, cầu mong cho ông bà bắt về cho cả nhà mình được ngày mai nổ đầu nổ đuôi nổ ba bốn lô ha cả nhà. Rồi Kiều xin kết thúc video đây ha cả nhà, thì Kiều Tài Lộc sẽ chúc cho gia đình cả nhà mình một buổi tối ha, xem quay video ha, làm xem kênh buổi tối xem kênh dồi dào sức khỏe ha, làm ăn cho ngày mai có tài có lộc ha cả nhà, được nhiều may mắn. Xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo.